mới chỉ là một mảnh màu nhỏ thôi. Còn lại thì điện tử dùng điện năng sống nó phong phú hơn nhiều, rộng lớn hơn nhiều. Đó là chưa kể chúng ta còn phải trải nghiệm trên thực tiễn, có những cái học kỳ cung cầu thế này, có những cái công nghệ mà phải đưa cái vào trong rừng sâu đi cắm trại đi giải tỏa để được trong thực tiễn toàn bộ cộng đồng chịu dưới mưa dưới nắng mà chỉ có bảo vệ một thiên tai, thì những cái việc đó hoàn toàn có thể phục vụ cho cái giáo dục kỹ năng sống của chúng ta tùy theo từng lứa tuổi. Từ đây chúng ta thấy rằng là có một câu hỏi ra là từ thể hiện đến các thầy cô là quản lý nhà trường, quản lý phòng giáo dục, rồi đến các thầy cô giáo của nhà trường, rồi đến học sinh, thì phải nói là công việc này bước rất dài, không thể ngày mai về làm được ngay. Nó có cả một quá trình, một sự chuẩn bị, nhưng mà từng bước, dù nhà, nhưng mà chúng ta bước đi, rồi nó sẽ đến. Tôi hoàn toàn tin rằng trước khi bước lên trên này, cô Ngọc, cô Việt, khi xem những cái clip hoặc là xem những cái chương trình ảo tưởng thấy người ta đi trên mặt trời, mình nhiều khi cũng tốt mắt rồi. Thấy người ta đội lên cái đầu, nhiều khi mình cũng có thể gì mà cho rằng đó là những cái đó ảo tưởng và chỉ có những con người đặc biệt mới làm. Nhưng mà cô Ngọc chỉ cần một chút chuẩn bị, rồi cô Việt chỉ cần quan sát và tư duy để chúng ta có thể làm được. Đối với học sinh cũng thế, và đối với cả cái quá trình giáo dục của chúng ta cũng vậy. Nó bắt đầu từ cái việc đơn giản, bắt đầu từ cái việc đó là phải có lập trình neuron trước, rồi đi đến những phản xạ, đi đến những phản ứng cuối cùng. Thì do đó là bước hết sức đơn giản, dễ hiểu và chúng ta tự tin là có thể làm được. Về mặt phương pháp thì chiều hôm nay chủ yếu là cái sự phi phạm là trên, còn toàn bộ những bài học, những cách thức tổ chức, những hình thức cụ thể thì nó làm thế vào một sau này. Chứ đây còn chúng ta chưa được gì cái buổi này. Bởi vì nó đã có sách rồi, không biết gì mà nó lại là phải thay đổi lại. Và khi đọc cuốn sách này thì tôi thấy rằng là chính các thầy cô là những người mà mình đọc từng bài thì mình có thể tổ chức họ và giảng được. Rồi mình sáng tạo thêm, mình tìm kiếm thêm, mình bao nhiêu lên họ thêm, không tác mình đi theo cái khung thức như thế này, tùy theo các em, tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự chuẩn bị của mình và năng lực tin của từng thầy cô để chúng ta có thể tiếp cận với cuộc học này. Hồi nãy có hai người bạn được gặp lại là thầy Việt và anh Lê Hải. Anh Lê Hải bây giờ các anh vừa anh còn đây không? À, đây à. Anh Lê Hải nãy giờ là cứ quay biết được thầy chúng ta không? Nhưng mà Hải thầy Việt là bạn học cũ và từng học ở Nga trước đây trường đại học Đô Mô Sốc và đã sáng nghỉ. Sáng nào tôi cũng gặp đây với Hải và đây cũng phải lúc mà Hải các em phải cài chuyện cho tôi một bài và sau đó thì tôi đã chuyển qua rất nhiều người một cách dạy học văn của mình và tôi đọc con một bài đó thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Mình đọc bao nhiêu sách của người bạn bao nhiêu người bạn này nhưng mà mình thấy rất kỳ lạ, dạy một bài cô ấy nói lên không theo cái cách của Việt Nam mà chúng ta từng học, cứ bằng những câu hỏi, cứ bằng lời động viên, cứ bằng thầy trò đối diện với nhau cười đùa nhẫn nhịn như vậy mà nó lộ tả ra hết mọi vấn đề. Ở ta thì dạy cho cái kiểu là học bà đào rồi tìm hiểu chuyện sử tác giả hoàn cảnh rồi sau đó là câu hỏi hệ con rồi phân tích rồi đánh giá rất là bài học. Cái cách dạy của mình, cách dạy nó không xa, trong khi cách dạy khác nó vẫn tạm ở khác cái tiêu chí ấy nhưng bằng những cái bỏ học để bước những cái khác. Cái đó cũng là kỹ năng trong bộ môn. Tôi nghĩ rằng là đến lúc chúng ta thay đổi cái quan niệm của mình, thay đổi về cách dạy, về cách tổ chức dạy học để cuối cùng khai thác hết cái năng lực, tiềm lực còn ẩn chứa trong mỗi học sinh của chúng ta. Trong thời gian đến, sẽ tiếp tục ban hành văn bản riêng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Hôm nay thầy Minh đã có mặt để làm theo dõi toàn bộ hoạt động này và đã nắm các vấn đề. Thì tôi thầy Minh sẽ cùng xây dựng một cái văn bản hướng dẫn đưa vào chương trình, đưa vào như thế nào, tổ chức hoạt động dạy học như thế nào cho phù hợp, tích hợp vào các môn nào phù hợp và xin nhấn mạnh cứ từ từ từng bước vừa làm không lo sợ, không lo sợ, không lo và không lo sợ.
trước mắt là chúng tôi đề nghị phía nhà xuất bản Việt Nam qua công ty cổ phần dịch vụ của thành phố hỗ trợ chúng tôi tài liệu. Và hôm nay tôi xin phép biết ơn đề nghị hỗ trợ tài liệu cũng như là mời đề nghị vào đây để mà cùng theo dõi cổ phần. Và trong thời gian tới thì khi chúng ta nghiên cứu tài liệu này thì mọi cái việc thành phố đã giới thiệu đây với thầy cô học cũng tập trực tiếp liên hệ với cái địa chỉ đã được giới thiệu để được cung cấp các thầy nhé. Dù là bản ý thức hay là bản ý nghĩa thì trước mắt chúng tôi đề nghị là một bộ phận tiếp cận với các tài liệu hiện tại để nhận theo phòng sự vụ tài liệu văn bằng. Và cũng xin nhắc mặt là đây là tài liệu cho giáo viên đại học với các bạn học sinh trên cái tinh thần là các thầy cô thấy sự cần thiết của nó. Cái gì chúng ta tặng thì chúng ta nhận, cái gì chúng ta mua thì chúng ta đi, chúng ta có đúng quy định đó. Đối với học sinh, phụ huynh, đối với nhà trường, chúng ta cũng phải có một cái thông tin đúng, tuyên truyền đúng về cái lợi ích của thầy. Không làm một hình thức thô thiển và cắt lại, ghi tên, bác mua, bác nộp tiền. Nhiều khi những việc đó nó làm cho thầy cô nhanh hơn, ngọn hơn. Và đối với học sinh thường là phải cứ phát lệnh, bốn ngày rồi đấy, ngày mai đầu tiên thì nó thì làm gì mua sách, chúng ta thường có cái cách ra lệnh như vậy, nó khó phù hợp. Tôi đề nghị trong cuộc họp phụ huynh đầu năm các thầy và cô có những giải thích và tùy theo cách sự tích lợi cha phải học sinh cũng như thân là những người đọc người ta mua cái gì là người ta phải cách sự lợi ích của nó, người ta phải bỏ tiền ra sách mà không lợi ích gì thì cho ghi tặng người ta không cần. Thì cái công tác tuyên truyền hoạt động nhận thức nó quan trọng giải thích chứ không có thể là bước vào chuyện là nguồn thôi và chúng tôi cũng quá trình cũng sẽ dùng là phòng tiểu học cũng không việc gì phải đứng ra mua chung rồi chuyển về các đó các phòng giáo dục cũng nên thế chưa đâu cả người số điện thoại tới bao nhiêu là có thể trực tiếp chuyển về hoặc là để cho tiền các tiền kia trở thì cứ đưa về một phòng giáo dục người ta họ người ta đây người ta nhận cần có cái yêu như thế các bạn thân. Và bước đầu thầy cô cứ tham khảo tài liệu từ từ không vội vàng không nên bắt học sinh tất cả các sách là chỉ trừ các cái khoa và các quy định trên một bộ đây là tham khảo cần thiết thì đó là vấn đề chúng tôi muốn trao đổi với quý vị và các cô để có buổi tập huấn hôm nay. Trước hết là xin cảm ơn các thầy cô đã có thêm các phòng dưới các bạn các thầy cô hiệu trưởng các trường 100 trường đều có mặt đây và là những cái hạt nhân sau này nó tốt như các công thủ một cái tập huấn là chưa hết mọi người hiểu chưa hôm nay ai mọi người hiểu chưa tiêu thường thường là cũng phải có cái này cái kia hoàn toàn con cái kia cũng hay xin phép bởi vì cái tập huấn đó thậm chí những cái không có mặt chúng ta vẫn tiếp thu được cũng chỉ là nói là những việc của thầy nhưng hôm nay nếu có mặt thì rất là hiếm cho nên là các con sẽ có và một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm Quê tiến sĩ Bùi Phú các lãnh đạo của nhà xuất bản nhà văn học viên tất cả những người đã phục vụ để giúp thầy cô thành thì chúc quý vị sức khỏe xin cảm ơn chúng ta sẽ gặp các bạn có thể cô nghĩ